Cái của bộ tâm tinh á là nó nằm ở cái khe này. Đó là khi mình bấm á, mọi người nhìn cái tay tôi á. Mà khi nếu mà mạnh nữa chút là chỉ bị rung lên. Rồi, mọi người nhìn tôi lại. Ở đây mọi người đứng gần gần đây nè. Đứng gần gần đây. Đây. Ha. Đây. Nhưng mà người khác đừng che, người tại phòng đừng che, rộng ra đây nè, thì cái của bộ tâm tinh á là nó nằm ở cái khe này, là khi mình bấm á, mọi người nhìn cái tay tôi á, khi tôi vậy là tôi chặn cái gì, hậu khẩu, và cái ngón tay của tôi á thì phải cong như vậy nè, mọi người để ý nha, và tôi sẽ đi tìm cái rãnh này nè, thấy chưa, và tôi đút cái móng tay này vô nè, thành ra cái móng tay bắt buộc phải cắt là vậy nè, tôi lắc nè. Nè, 1, 2, 3, 4, 5, mọi người nghe không? Nghe cục cục không? Rồi, đây nè. Nè, và tôi phải lừa đi tìm được cái kẻ này. Đây nè, 1, 2, mọi người nghe cục cục không? Nè, đây, tôi phải làm được cái điểm đó. Không có gồng nha, nhẹ tay. Rồi, rồi tôi làm đây, rồi tôi làm cái này, rồi sau khi tôi làm một lần rồi, giờ tôi kêu chị này giơ tay lên, chị giơ tay kia kìa, rồi giơ tay lên nữa, hết sạch rồi, mọi người thấy hơi mấy một lần mà đấy, hết sạch rồi, chị bỏ tay xuống được rồi, cái rồi tôi bấm cái của bộ tâm tinh. Ngũ bộ tâm tinh là làm kích thích cái hoạt động của cái tay. Nhưng mà ngũ bộ thì kích thích, nhưng mà tam tinh thì ức chế. Thì bây giờ tôi bấm thêm một lần nữa. Đây tôi bấm đây một lần. Mọi người thấy không? Phải ngón cái ngón tay này phải vô cái kẽ này. Cái kỹ thuật là phải vậy. Chị bị bao lâu rồi? 5 năm. 5 năm rồi hả? Ok. Rồi, bây giờ chị dơ lại lên lần nữa. Lên làm thích, ngồi thoải mái đi. Con làm cao rồi, cao rồi. Đấy, ok chưa? Chị có thấy khác không? Không thấy, trong người không thấy gì. Nhưng mà chị dơ thì dễ chịu hơn. Vâng. Rồi, bây giờ mọi người coi tâm tin này nha. Đây, không có gì thì cho bà biết cái gì là gì. Thấy không? Đây nè, tâm tin này là mình bấm nè. Mọi người nhìn đây nè. Khi mà mình để nó vô đây ha, con cái vô đây ha, thì phải lừa cái gân được. Cái gân thế chị biết mình gọi là bật rồi bật thấy chưa, ra là bây giờ tôi bấm nè, bật thấy chưa, thấy không? Khi mà tôi bấm lên á bây giờ là tới lần thứ hai thì cái này là ức chế thì bây giờ bắt đầu chị khoan để nguyên mà cho cái tay tôi dịnh, không có cho bà thả ra đâu. Rồi giơ tay lên thì thoải mái đi, mạnh lên, ngon lên ok rồi. Đây một, đây mọi người có đặc biệt có nghĩa là gì, khi nó ức chế thì nó sẽ không làm cho rung nữa, thành ra mấy cái rung giật thì quýnh cái tâm tinh rồi mình chưa đụng tới nó mà. Rồi bây giờ giơ tay giơ lên xuống lại đàng hoàng, rồi mạnh lên, ok rồi xong được rồi. Bây giờ tới mình xử cái thằng ngũ bội tâm tinh đây, đúng không? Rồi tôi làm cho nó nhanh ha, tại vì mình nhưng mà nhớ cái kẻ này nha, thấy không? Tại vì mình làm cái kia thì nó hơi là chậm chút xíu, tôi làm hai tay cho nó lẹ, thế thôi mình còn thời gian đi học nữa, thấy chưa? Rồi tôi làm tâm tinh đây, chị này chỉ nay gặp được thầy phải không? 5 năm rồi ha, cái chai chị vui quá trời ha, bà này bà cũng giỏi. Đấy. Rồi giơ tay lên ngon lành liền, giơ mạnh lên, rồi ok. Bây giờ á, ai chà, rồi bây giờ đây, xích qua đây chút xíu, mọi người nhớ cái vai ha, ở đây nó có cái vết bật nè, 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, cái này bật là mọi người học hết rồi. Vâng. Để tôi coi đây. Đây. Ôi.
Ôi trời ơi, ngon lành rồi. Thôi giờ lên đi. Giờ mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Rồi, được rồi. Bây giờ chị đứng dậy, bây giờ chị đi tới lui tốt không? Đi vẫn còn tập vậy. Rồi đi tập đi, thử đi. Rồi mọi người mình tính ra đi chút xíu. Rồi. À, tập tỉnh vậy nè. Rồi, thôi chị đứng dậy lại đi. Vậy chị co chân lên thử coi. Đó, rồi co mạnh lên nữa. Đó, đó, đó. Chị nhích được chưa thôi, rồi ngồi xuống đi, tôi chỉnh cái chân lại. Tôi chỉ nói bỏ tâm tin đây nha. Không có chưa, mình đi chưa sâu lắm. Nghe, bỏ dép ra, bỏ giày nè. Bỏ tất nè. Rồi bà đi tới đây với ai? Một mình. Bạn đến đây một mình. Một mình sẽ ôm hả? Rồi sẽ ôm, ôi dồi ôi. Rồi ông xã đâu? Thế nên lên xuống cầu thang thì lên xuống cầu thang bình thường. Bình thường. Cái chân nó vậy mà bỏ hai chân ra đi luôn. Bỏ lên đi luôn. Nhấc lên, nhấc lên, nhấc lên. Nhấc lên, nhấc lên, nhấc lên, nhấc lên, nhấc lên. Ông nội nhấc lên luôn. Nhấc lên không được. Ông nội, không được. Nghe không? Nhấc lên cao không được. Cao cũng được. Rồi, khi mà mình bấm á thì mọi người nhớ rồi nha. Thứ nhất là hai cái chân này phải co lên chút. Được chưa? Để ý không? Nè. Rồi, thứ hai là cái này phải co vô chút. Co là chi biết không? Để cho cái gân căng ra. Nó căng ra để khi mà mình điều trị á nó tác động lên hơn. Và khi mình bấm ngũ bội á thì mọi người nhớ là ngũ bội mình bấm lên đâu trước? Lên trước 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Ok em. Rồi bắt đầu bấm thêm cái này thì về bấm cái dược ha. Thì bấm một ngón hay năm ngón cùng ngón một mình từng ngón một từng mình, ngón mỗi ngón. Ngón thì bấm cho một cái ngón kia em. Bà này bấm ghiền bấm đã nhưng mà mình bấm cái này xong á chút xíu á, cái mà hay nhất của cái tai biến á là mình sẽ bấm á, là cho chị ngồi ở trên ghế, mình trên ghế chị biết không, thì cái động tác này á là ngồi co chút xíu mình cho ngồi thõng, ngồi thõng đi chị biết không, để mình theo dõi cái chân nó giật lên ha. Tại vì cái chân chỉ co lên được, bây giờ mình bấm giúp cho nó cái chân nó co lên. Đấy, dùng bằng đặc biệt. Ok, rồi bà lên đây, thượng đài. Cho bà lên ngồi đây, rồi, dìu bà lên. Mọi người cho dìu lên. Đấy, đã bà lên. Cao quá. Đấy. Ra cao ngồi này mới thấy. Một người đẹp rồi. Này. Đấy, rồi, xong cái chân đó. Vậy đó. Thì mọi người nhớ khi mình bấm cái chân mà bên liệt á thì mọi người sẽ thấy á, là cái chân này á, là sẽ cho nó mạnh nó lên. Rồi, mọi người tránh ra đi cho tôi xuống, tôi hạ đài. Đây ngồi xuống. Rồi bây giờ tôi hạ đài nha, mọi người nhìn ha. Đấy, để coi lên ha, để nó coi lên ha. Không cần nữa. Ha, để cho nó giật cái mạnh lên. Ha. Bắt đầu nó mạnh lên tới giờ rồi. Bắt đầu tôi bấm cái này, bật lên. Ha, bắt đầu bả không bật lên thì nó cũng bật lên. Ha, bật lên. Tại vì cái khi mình bấm cái chân này em mới thấy được. Ha, nhìn giùm bả nha. Thì bà hơi bà nhảy vô bà đá tôi luôn. Rồi bây giờ nè, rồi co lên nè, thì như vậy bà mới mạnh lên được, mạnh lên. Giờ bà co thử mạnh lên coi, co giò lên đúa đúa được hả? Co cao thì trước có cao không được. Bây giờ có cao được rồi. Được rồi. Được rồi. Đấy, bây giờ bà coi chuyện này thử coi. Có cao này có là ngon.
đúng không? Chân này không chân bị đau. À, như cái này. Cái này. Chân này. Bây giờ bà coi mạnh giống cái này coi. À, chưa ăn thua. À, đấy. Chưa ăn thua. À, giật lên. Đó, thủ liền. Đó, cái đó lên không? Lên ngon. Rồi, con mạnh lên cho ta ghét. Đó, mạnh lên. Đó. Ồ. Nghe khác liền không? Đó. Bây giờ bà phải đi cho người ta thấy mấy người này ấm ức mới được nha. Đó. À hôi. Ôi trời ơi. Rồi. Chào bà xuống. Rồi mấy người ta lấy ghế rồi, lấy ghế cho bà đi lại. Đi thoải mái đánh cho bà đi. Đó, đi đó. Đó, tốt quá. Thấy bây giờ đi có bộ cái nhẹ cái chân lên phải không? Ngũ bộ tâm tính đặc biệt rồi cho đó. Rồi bà dừng lại đi. Rồi bây giờ co lên cho mọi người thấy ấm ức lên. Cái đó là còn rồi. Ok. Ok rồi về cái chân này đúng không? Này không đau. Này cái lon này thôi à. Giờ làm chân kia. Co lên, mạnh lên. Đá lên luôn. Rồi, có thấy khác nhiều không? Nhẹ cái bây giờ làm nhẹ đi phải không? À, rồi bây giờ là tôi đề nghị vậy nè, mọi người ở đây mình có học ép chân rồi, thì trong cái ép chân nó làm cho cái gân nó đều trở lại, ha? Thì bây giờ mời mọi người là ai ép chân được ra cho bà nằm ở đây ép chân và quay chân cho bà, vì đã giúp thì giúp cho đó, đi qua chứ. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.